Ôi mẹ của anh Hận về này, mẹ Ờ, về này con mày lại gì mày lên. gì này? Mày gì à? Đây. Đó, trời ơi, mẹ bỏ Ôi đi mà bây giờ mới về này. ôi. Sao bỏ Mà đi đó đập đá vậy phải mẹ em? không? Phải mẹ không? Ra coi phải mẹ Có không? nhìn nữa không? Trời ơi. Nhỏ là đứng ngó. Là sao mà em bỏ Yeah. đi đập đá bữa giờ vậy em? Hả? Tại em phụ bán cà phê. Cưng quá à. Trời ơi, Phụ tội bán nghiệp cà phê bỏ đi không? đập đá. Mẹ về giữa đêm mẹ mò về này. Trời ơi, kìa, đâu ra coi không? Phải mẹ gì không? Không mẹ ra đó. coi. Lại lên. Lại lên. Đâu ra Mẹ coi về ở đây kìa. mẹ gì kìa. Mẹ Ra về. coi coi có phải không? Phải mẹ con không? Phải không? Phải mẹ không? Phải mẹ về không? Mẹ đó, mẹ Thanh Nhàn đó. Đâu coi kỹ là coi phải mẹ không? Không. Cười nữa chứ. Dạ. Trời ơi, anh Hận anh có mơ ông mừng mừng không? Mừng lắm vợ về mừng lắm. Vợ về mừng lắm à? Trời ơi. Phượng Anh có mừng không con? Ôm mẹ cái đi con. Trời ơi. Tưởng đâu kêu ôm vợ cái đi anh mừng hết biết nhà đâu vô mẹ đi con. Nó bảo đi ngủ mà. Ngủ đi, ngủ đi. Giờ này đi. Ngủ qua bên anh ngủ. Giờ này cũng khuya rồi anh em mà quay xong là về cả nhà đi ngủ là đúng rồi. Rồi. Đó, đây là cả nhà gia đình nhà anh Hận đang đi chuẩn bị đi ngủ. Đó. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hôm nay thì mấy anh em trở lại thăm gia đình thì cũng như là cũng hỏi thăm là hổng gà thì vợ anh có về không anh Hận? Thì cũng chào mấy anh, cũng chào Mạnh Thường Quân, chào cộng đồng mạng. Hổng gà vợ cũng chưa về mà cũng chưa có cuộc điện thoại nào để gọi về hết trơn luôn mấy anh. Mà mình chưa có nhận được cái phản hồi từ người vợ ha. Chưa Ờ. chưa có thông tin nào về vợ hết trơn luôn. Bây giờ hôm nay sao mấy đứa sao nó quậy quá vậy? Mấy đứa nó mà ngồi yên mới là lạ đó. Nó quậy là bình thường thôi mà. Thì bình thường mấy đứa nhỏ này mấy giờ nó mới ngủ? Khoảng 7-8 giờ giờ cho nó ngủ, bây giờ đang vô cho ngủ rồi đó. Rồi đang vô cho ngủ đây ha. Dạ. Rồi giờ này vô hết rồi. Ba đứa, rồi đứa đang ôm ôm trong lòng nữa. Rồi mấy cha con mà chịu giờ có ăn uống gì chưa? Chịu có ăn rồi anh. Nhỏ này thấy ảnh trầm tính ha. Cái cậu ốm này hình như thấy hiền anh ha, trầm tính không có hiền, nó trầm nhưng mà nó cọc lắm, cọc ha. Anh về lại hùng đó, nó nắm đầu nó giặt. Anh bữa giờ chị đi á, mấy đứa nhỏ nó có nhắc chị không? Không. Có bé nhỏ nhất này nè, mấy ngày đầu á nó nằm ngủ gần mẹ nó không á, rồi cái mấy ngày đầu á mẹ nó đi á nó nhớ hơi mẹ nó khóc mấy ngày đầu dữ lắm, khóc không nhớ được luôn. Rồi mấy ngày sau là nó quen tới giờ luôn, nó không khóc nữa. Rồi sao có đêm hôm mẹ khóc, nó không khóc tới trời luôn, nó không khóc dỗ không được luôn. Tối cháu ngủ anh lấy cái áo của chị á, đắp cho cháu. Áo giặt hết rồi đâu còn hơi đâu, phải có áo dơ rồi được. Áo còn mồ hôi gì được, áo bỏ máy giặt giặt hết rồi, bận giờ là giặt hết. Mình thấy bé cũng hiền á, cũng không có khóc gì. Nhà đứa nào cũng vậy á, cũng hiền nha, không có khóc. Chơi vui nhiều khi đánh nhau đau mới khóc thôi. Còn không bình thường vui giỡn vui vẻ à, không có khóc. Cháu cũng dễ tính lắm. Biết con gái con học không? Ủa à, không? Không sừng quá. Nghỉ học từ lớp mấy rồi? Nghỉ học năm lớp 5. Bây giờ phụ cha nhà giữ em nha. Bé thì được Mạnh Thường Quân bên Mỹ lo ăn học. Vậy là giờ ăn học lại hả? Nhưng mà đang sắp xếp ngay cho mấy đứa nhỏ để mà có người trông coi mới đi học được. Và hình như là nãy giờ em mới phát hiện đây có chiếc xe đạp nè. Chiếc xe đạp của xe đạp mới mấy anh anh Mỹ mà là Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho bé đi học á anh. Mua xe đạp trước để cho bé sau này đạp đi học. Dạ. Sao chiều giờ con nhận được chiếc xe con vui sao? Tả cho cô chú anh chị với lại cô chú anh chị biết. Chiều giờ cười hoài luôn á, nhìn xe cười hoài luôn á.
chiều giờ con có chạy vòng vòng mấy vòng chưa? Chạy thử chưa? Dạ chưa, con sợ. Sao vậy? Sợ nó cũ nó hư để dành nữa đi học chạy. Nhưng mà con phải tập. Đó, để con phải tập chứ cho nó quen. Anh yên tâm đi, chạy xe đạp chứ bắt đầu không á. Nè vui ha, cái chiếc xe đạp mới ha. Thì hôm nay mấy bữa thì có đăng tải lên đó trên, thì có một anh Mạnh Thường Quân, anh Quỳnh Thanh ở bên Mỹ, thì thấy bé cũng tội nghiệp thì anh Quỳnh Thanh đi xì con 1 triệu. Hôm nay đi vui ha, vừa được mua xe rồi nay được chú Bình Thanh bên Mỹ cho 1 triệu nữa ha. Đi mua xe mà còn được cái chú gì ở ngoài sửa phá hả? Sửa phá thì xì cho 5 tỷ nữa. Con cảm ơn chú Thanh, với chúc chú Thanh về sức khỏe luôn con. Rồi từ hôm qua nay có cái thông tin gì của vợ anh liên hệ về chưa? Chưa em, không phải từ hôm qua nay mà từ hôm vợ đi tới giờ luôn vẫn biệt chưa âm tính, là không có thông tin gì hết. Hôm bữa giờ chưa có gì, nhưng mà từ mấy ngày nay là mọi người anh em vẫn không có gì luôn, mấy ngày chia không... sẻ lên cộng đồng mạng rầm rộ như vậy mà khán giả người ta xem cũng rất là nhiều mà cũng vợ cũng chưa phản hồi gì hả? Cũng chưa có phản hồi gì luôn, vợ cũng chưa gọi về mà rồi... cũng chưa cộng đồng mạng nào phát hiện là vợ đang ở đâu luôn. Rồi những người nhân tình có liên hệ gì với anh không? Là hôm qua nay là không có liên hệ nữa. Mấy ngày trước nhắn tin nói xấu rồi hạ nhục và vợ tôi đủ điều chưa, rồi chọc tức tôi đủ thứ chưa. Mà hôm nay là không có nhắn nữa. Dùng những lời lẽ rất là khó nghe. Nói là vợ mày đang bị người ta đụ kìa, ta đang đụ vợ mày nè. Rồi là vợ mày chơi sướng lắm, vợ mày làm tình đã lắm, nhưng mà hơi ít nước, vợ mày ốm ít nước. Một lát nữa tao sẽ quay là clip xét clip tao vợ mày gửi qua cho mày xem. Mày sao tôi đợi hoài không thấy gửi. Nói chung là một cái lời công kích cho anh tức đúng không? Đặng bỏ có thể là bỏ mồm bỏ vợ hay bỏ cuộc gì đó đúng không? Đó có lẽ là vậy. Vậy là từ dạo đó tới giờ là cái người nhân tình nó có điện có liên hệ gì với anh nữa không? Có liên lạc. Trước rồi có điện qua Zalo. Rồi sau này thế nào không có điện nữa. Rồi bây giờ sau này có nhắn tin qua Messenger, Facebook. Nhưng mà cái người mà sống sai với xã hội vậy á, gia đình người ta con nhỏ như vậy á, 4-5 đứa mà dắt vợ người ta đi phá gia can, người ta để gia đình người ta tan nát, con cái ta khổ sở. Thì một người sống vô đạo đức như vậy á, mắc gì mình phải giận, mình phải tức cái người đó. Người đó sống sai thì để xã hội họ dạy. Người sống sai thì cái kết cục, cái quả báo của họ sẽ được nhận ngay à. Mình không cần phải tức gì những người không đáng như vậy đâu. Mà còn thách thức nữa ha. Thách thức để chọc tức mình tức chẳng khác nào mình mắc mưu họ. Gửi video nhạy cảm của vợ về cho chồng với con xem. Qua để clip xét giữa hai người á. Cho chồng với con xem. Cho gửi cho chồng con xem. Là cho cộng đồng mạng mọi người khi biết cái người thông tin này. Người đàn ông gì đâu mà hèn hạ ghê á. Ở dụ dỗ người ta, ở rồi còn thách thức, còn nói xấu vợ người ta nữa. Nói là chơi đã nhưng mà làm tình sướng nhưng mà ít nước. Trời ơi, người đàn ông gì mà nói câu đó biến thái ghê luôn á. Sống sai rồi mà còn biến thái rồi còn vô nhân đạo đức nữa. Giờ, người vậy là không có đáng sống trên đời. Sự việc á, vợ anh thì cũng đã đi rồi. Thì mình tìm cũng chưa được. Thì trước hết thì em cũng mong anh rằng là hãy giữ bình tĩnh để lo chăm sóc cho 5 đứa nhỏ này nó tốt hơn. Rồi còn cái việc đó thì mình từ từ mình tính sau anh nhé. Rồi đến ngày hôm nay thì sau khi mà chia sẻ câu chuyện này lên cộng đồng mạng từ bữa giờ á, thì ý kiến của khán giả cũng nói rất là nhiều là anh không nên tha thứ cho người vợ này, tại vì vợ anh đã nghe vô con đường đập đá rồi thì sợ là rất là khó có thể bỏ qua được. Thì sau khi anh nhận xét những cái lời góp ý của cô chú anh chị như vậy thì anh có cái suy nghĩ gì thay đổi hay không? Cũng xin cộng đồng mạng nghĩ lại. Rồi giờ nếu mà vợ tôi quay lại thì hai tha thứ vợ tôi một lần nữa đi, để cho về chăm sóc và lo cho các con. Vợ của tôi cũng đáng thương hơn là đáng trách, tại từ nhỏ sống xa cha mẹ đó, cũng không có được dạy dỗ của cha mẹ. Cha mẹ vợ tôi ly hôn, vợ tôi lại
không có sống chung với cha mẹ được á, là đi ra bên ngoài sống không được sự dạy dỗ của cha mẹ, thành ra không có nhận thức được cái vấn đề đúng sai, cứ cảm nghĩ làm theo cảm tính của mình, mình muốn sao mình làm vậy thôi, chứ không biết cái hậu quả nó như thế nào. Vợ tôi chưa có đủ lớn để nhận thức, tuy rằng vợ tôi 22 tuổi thì nhưng tính tình rất còn con nít, chứ không được dạy dỗ á thì đáng thương hơn là đáng trách. Thì xin cộng đồng mạng tha thứ cho vợ tôi, có gặp ở đâu thì dùm ơn chia sẻ dùm thật mạnh lên để biết vợ tôi ở đâu, là để tôi đến đón vợ tôi về, cho vợ tôi một cơ hội nữa để sửa chữa, để mà về mà lo cho các con. Anh cho em hỏi thì anh với vợ anh là ở chung với nhau thì có giấy kết hôn không? Có. À, cũng có giấy kết hôn đàng hoàng ha. Có. Rồi cái vợ trước là cũng có giấy kết hôn không? Có. À, ly dị luôn. Ly dị. Thì theo cái thông tin mà anh cũng chia sẻ là vợ anh cũng bỏ đi 2-3 lần rồi. Bây giờ khi mà vợ anh có về mà lại bỏ đi thêm một lần nữa thì anh tính sao? Bây giờ tôi cho vợ tôi một cơ hội là cuối cùng. Tôi cũng rất là thương yêu vợ nên đã chiều vợ một lần thứ nhất là bỏ qua rồi. Và lần thứ này là lần thứ hai. Nếu mà lần thứ hai này tôi kiếm vợ về mà vợ bỏ đi lần nữa thì tôi sẽ bỏ luôn, tôi không kiếm nữa, tôi ở về để tôi nuôi các con. Có nghĩa là vẫn cho vợ một cơ hội nữa. Vẫn cho họ một cơ hội nữa. Anh cho em hỏi cái này. Thì em đăng tải lên thì khán giả cũng vô xem và cũng có bình luận, thì ý kiến thì có một số cô chú anh chị khán giả thì nói là mẹ kế là của bé Phượng Anh này nè, thì đi thì coi như sợ là mà về quay về thì chơi đá thì sẽ hành hạ con bé Phượng Anh. Thì anh nghĩ sao cái việc mà cô chú anh chị khán giả nói như vậy? Thì cũng cảm ơn là khán giả và cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân đã quan tâm tới cháu Phượng Anh, lo nghĩ cho cháu Phượng Anh. Cũng cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều. Nhưng mà tôi, vợ tôi quay về thì tôi sẽ giám sát vợ tôi là kề vai sát cánh bên nhau, cùng là làm ăn kinh tế hoặc mua bán cái gì đó cũng bên nhau, lại bay sát cánh để không có cho vợ tôi là tiếp xúc được với đá, là sẽ không có cách nào để hại được bé Phượng Anh hết. Thì ở đây bảo vệ là cháu Phượng Anh, là bảo vệ vợ tôi, bảo vệ gia đình tôi. Thì ở đây thì cô chú anh chị thì em thêm được biết thì rất là thương bé Phượng Anh, tại vì còn bốn đứa trẻ này là con của vợ anh, thì đương nhiên cái việc đó thì chắc chắn là không có làm. Còn cô chú anh chị là đang lo cho bé Phượng Anh đây, là mẹ kế về á, thì cái việc đó thì cô chú anh chị nghĩ thì cũng rất là đúng. Nhưng đó, cái việc đó anh phải hứa với cô chú anh chị là phải chăm sóc Phượng Anh, đừng để cho mẹ ghẻ với con chồng hành hạ nhau. Thì cũng xin hứa trước các Mạnh Thường Quân và cộng đồng mạng và các anh chị YouTube ở đây, tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé Phượng Anh. Bé Phượng Anh đó là vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là mẹ của các em nhỏ. Tôi sẽ ghi nhớ cái công ơn của Phượng Anh đã đóng góp chăm sóc cho các em, là cái công lao rất là lớn trong cái gia đình của tôi. Thì không thể nào mà để ai mà có quyền để mà xâm phạm bé Phượng Anh được hết. Sợ mà khi mà vợ anh đập đá thì nó không kiểm soát được bản thân, nó cũng sợ nhiều vấn đề nó xảy ra. Thì cũng đã nói rồi trước cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân với các anh chị em YouTube ở đây á, thì tôi sẽ vợ tôi quay trở về để chăm lo các con á, thì tôi sẽ kề vai sát cánh bên vợ, không có để cho vợ có được một cơ hội nào để tiếp xúc được với đá hết. Không, thì anh nói thì cái việc đó thì cũng đúng, nhưng mà anh còn phải đi làm nữa đó, anh phải tính nữa là ấy. Tôi vợ tôi về á là tôi sẽ kiếm cái buôn bán nhỏ, là hai vợ chồng cùng đi mua bán luôn, chứ không có đi lái xe rồi bỏ vợ ở nhà, không có tạo khoảng cách nào cho vợ nữa, là có nghĩa là sát cánh bên nhau, là cùng mua bán nhỏ lẻ gì cũng được, chứ không có phải là đi lái xe rồi bỏ vợ ở nhà. Có thể là mình đi kiếm nghề gì đó cùng nhau làm có tiền nhiều và thuê người về chăm các bé, chứ không thể nào mà để đi lái xe rồi bỏ vợ đi nhà mình để tạo cơ hội cho vợ tôi tiếp xúc với đá được. Sát bên tôi thì vợ tôi sẽ không tôi sẽ kiểm soát. Chứ nhiều cô chú anh chị là lo cho bé Phượng Anh nhiều lắm, đó là lo về mẹ ghẻ con chồng đó. Thì cái chuyện mẹ ghẻ con chồng đó là cộng đồng mạng cô chú anh chị cộng đồng mạng lo như vậy là rất là đúng, nhưng mà tôi sẽ giám sát bé Phượng Anh kỹ hơn để không có để tình trạng đó cô chú lo mà để xảy ra đâu. Nhưng mà em hỏi một câu tế nhị ha, là từ đó giờ là vợ anh á có khi nào đánh bé Phượng Anh lần nào chưa?
Vợ của tôi là có hay lớn tiếng quát mắng Phượng Anh thôi, chứ là chưa có đánh. Tại vì tôi có dặn vợ của tôi, có gầy bảo vợ tôi là mẹ ghẻ đánh con chồng thì sẽ bị xóm giềng cười chê, người ta dị nghị, ta đòn tiếu, đàn tiếu dữ lắm em ơi. Giờ con nó không phải cái gì á, nó còn nhỏ tuổi, nó chưa có nhận thức được. Em chỉ la gầy nó thôi, không được đánh. Là vợ tôi cũng nghe lời tôi là cũng không có đánh cháu Phượng Anh. Dạ, tùy tự xã hội này á, thì anh cũng biết rồi. À, mẹ ghẻ con chồng, cha dưỡng thì bị bạo hành rất là nhiều. Đó, thì anh phải suy nghĩ và phải lo cẩn thận về cái việc này. Dạ, bé Phượng Anh bị mẹ bỏ là nó đã thiếu tình thương rồi. Thì tôi cũng phải bù đắp lại cho bé, tôi lo lắng cho bé, không có để bé mà bị đánh đập gì đâu. Ừ, cũng như cho em hỏi thêm á, là có những cái ý kiến của mấy ông bà cô chú trên cộng đồng mạng á, là nói là dạng như là chuyện vợ chồng thì chỉ có vợ chồng mới biết mẹ nào mà bỏ con, mà chị bỏ đi thì không biết là giữa hai vợ chồng có cái sự mâu thuẫn gì hay không. Thì hôm nay thì cũng như là anh cũng trình bày để cho ông bà cô chú mình được biết luôn. Thì vợ chồng sống với nhau vui vẻ hạnh phúc lắm, không có mâu thuẫn gì hết. Ừ. Nhưng mà vợ thì rất là thờ thạo nhẹ dạ, tuổi mới lớn cũng ham chơi, sau sinh có thể xì chết rồi con đông quá. Với hoàn cảnh thiếu thốn gia đình, với do cái Mai Thúy á là đập đá đó, có thể bạn bè là dụ dỗ vợ tôi chơi cái đó lại, rồi là vợ tôi ham chơi đi theo đó để vui vẻ thôi, là mất kiểm soát, không có làm chủ được bản thân. Chứ giữa vợ chồng thì vẫn vui vẻ chứ không có xích mích gì hết. Lễ lọc rồi quà cáp, nước hoa, son môi, hoa, rồi dẫn vợ đi quán ăn lẩu dê, lẩu bò rồi các kiểu. Không có để vợ được thiếu thốn gì hết. Hằng ngày đi làm về mua trà sữa cho vợ uống nữa mà. Uống trà sữa đặc biệt một ly 40 ngàn chứ không phải bình thường bán 20 ngàn một ly đâu. Vậy là nói chung là cái sự việc này xảy ra là do là cái bạn bè lôi kéo này kia, với lại nhân tình của vợ dụ dỗ đi thôi ha. Đúng rồi. Còn cái vấn đề gia đình mà hai vợ chồng có xích mích này kia thì không có ha. Không, vợ chồng không có xích mích. Thì anh và bên ví dụ ba mẹ vợ hoặc anh vợ gì đó thì có anh có xích mích gì không, sao có hòa thuận gì không? Không, cha mẹ vợ với anh vợ là bình thường à. Dẫn cha vợ tôi với tôi là đi phục vụ đám cưới cho người ta mà. Cha tôi là chạy xe tải, cha vợ tôi chạy xe tải chở thức ăn, bàn ghế rồi cho đám cưới á. Còn tôi thì chạy bàn. Hằng ngày cha con vẫn làm chung trong tiệc chứ đó. Hiện tại giờ vẫn còn làm á? Vẫn, cha tôi vẫn còn làm, nhưng mà tôi nghỉ rồi, ở nhà trông bé, không có đi làm nữa. Vì cái việc mà anh em đăng tải lên thì bên phía vợ anh có lên tiếng, có nói gì không? Anh nói gì mấy anh em vậy? Không. Cũng đồng tình là cho để đăng tải lên. Cũng không biết luôn, nữa không có nghe điện đài, không có hỏi đó gì luôn. Chắc chắn là phải biết rồi. Biết thì biết, nhưng mà vẫn đến thân là cũng chưa có ý kiến gì hết. Dạ. Nếu có ý kiến thì điện nói là cũng chưa có ý kiến gì hết. Rồi có đi tìm phụ anh không? Không có đi tìm. Tại vì cũng bận làm công việc không à. Với vợ cũng cứng đầu nói không nghe, thì bên cha mẹ vợ cũng cũng từ luôn à. Không nhìn nữa. Cũng khổ thân thế, giờ chỉ có mong là chỉ mong cộng đồng mạng thôi. Bây giờ thì sẽ mong là cộng đồng mạng chia sẻ mạnh lên để nhiều người biết đến. Nhiều khi vô tình có cộng đồng mạng ai vô tình thấy được thì cho hay, để tôi đến đón vợ về thôi. Chứ giờ không có ai là người thân tôi để mà tôi bên vợ tôi để mà tìm kiếm phụ hết chứ. Có nhờ công an nhưng mà công an cũng không giúp luôn. Để báo vợ tôi không có gọi về bị mất hết gì, công an cũng không giúp luôn. Nói chung là cái chuyện công an này thì có thể là anh trình báo nó chưa đúng theo quy trình thì có mình không có đề cập đến ha. Thì đó đúng theo pháp luật thì công an sẽ giải quyết thôi, thì mình cũng không nên nói cái chuyện đó ở đây nhé. Dạ anh Sang đó, thì em cũng mới tới chia sẻ cái hoàn cảnh của anh đó. Thì thấy anh bây giờ thì vợ cũng bỏ đi theo người khác rồi, hiện tại anh cũng đang mà phải nuôi một mình là tới 5 đứa con rất là nhỏ luôn. Cho nên là em cũng xin trích một cái số tiền của chú Cường ở bên Mỹ. Thì em trích cái số tiền của chú là 1 triệu để mà gửi cho anh, giống như là anh mua sữa với lại là đồ ăn cho năm đứa bé nha anh. Dạ, cảm ơn em, cảm ơn chú Cường ở bên Mỹ rất là nhiều. Chúc chú Cường nhiều sức khỏe chú Cường ơi. Rồi Phương Anh có lời nào muốn cảm ơn chú Cường không? Lớn lớn tí con.
Tại vì bé Phượng Anh thì rất là nhiều quý vị khán giả cũng quan tâm đến bé. Tại vì thấy bé ít tuổi nhưng mà có suy nghĩ rất là chín chắn. Và mọi người cũng sợ là tại vì ở cùng với mẹ kế á, nên là sợ bé sẽ bị bạo hành. Và cũng nói chung là sợ có nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Mà bây giờ bé lại đang lớn rồi mà lại sống với anh nữa. Nói chung là có rất là nhiều điều tế nhị. Bây giờ bé hiện tại là bé phải buổi sáng thì bé phải trông em, tối là cũng phải phụ anh rồi. Giống như buổi sáng thì làm chị, còn buổi tối là làm mẹ ha. Nói chung là cũng, gánh nặng con bé. Cho em nó uống sữa rồi này kia. Rồi thai tả rồi đủ thứ hết. Như hồi nãy anh Hận anh có nói rồi đó. Ban ngày thì làm chị mà buổi tối thì làm mẹ làm vợ đó. Nhưng mà lo cho con đúng không? Đúng rồi. Lo cho em. Còn anh Hận đây thì từ cái lúc mà vợ đi ấy thì cũng không có tâm trạng nào mà để đi làm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh đi ấy thì tới 5 đứa con ở nhà. Thành ra là bí thì một mình không có thể nào mà trông em hết. Cho nên là từ bữa đó tới giờ anh cũng không có đi làm, cũng không đúng có rồi. Cái số tiền để mà mình nuôi con. Thành ra là cũng bây giờ hiện tại cũng đang khó khăn nữa. Đúng rồi. Một phần đó là do là cũng buồn bực, suy sụp tinh thần, rồi mất ăn mất ngủ, rồi không có sức lực để đi lao động. Rồi với một phần nữa là nếu mà đi thì ai trông mấy đứa trẻ, trong khi bé này mới 8 tháng. Rồi Phượng Anh ở nhà đâu có xử lý được tình huống đâu. Đúng rồi. Rồi trong khi là còn ba cháu kia rất là nghịch. Dạ. Rồi một mình Phượng Anh 12 tuổi mà làm sao mà trông được bốn cháu như vậy. Mình người lớn rồi, một đứa mình đã trông không sợ rồi. Thì đó là không có lý do nào để đi làm được, phải ở nhà trong phụ thôi. Thì cái vấn đề này thì hôm qua thì anh em cũng đã chia sẻ rồi. Thì cũng có một anh Việt Kiều, là anh tên là Hùng Trần, đang sinh sống bên Mỹ, cũng có gọi về trên kênh của Huy Hùng, cũng có nói là anh sẽ trích số tiền ra, như hôm qua mình đã nói là 7 triệu một tháng đúng không? Đó, thì anh sẽ bỏ ra số tiền là khoảng 5-6 tháng gì đó, là nó cũng rơi vào đó là cũng 7 triệu một tháng, mà 5 tháng là cũng 35 triệu. Đó thì cũng, anh cũng chỉ tương đương là 1.000 đô ở đây rồi. Thì nó cũng là 20 mấy triệu rồi. Hai mấy triệu. Anh nghỉ 3 tháng trước. Thì hiện tại thì em đang giữ cái số tiền là 1.000 đô ở đây. Nhưng mà bây giờ để anh em tính toán xem coi ai là người thích hợp để giữ mấy đứa nhỏ này, là với số tiền là một tháng là 7 triệu đó. Tại vì bây giờ cũng có một số khán giả người ta cũng gọi tới, và người ta nói là cũng muốn là thương đứa nhỏ, cũng muốn giữ. Và cũng có nhiều người cũng nói là chỉ lấy 6 triệu một tháng thôi. Thì để anh em xem xét coi như thế nào cho nó hợp lý, rồi sẽ tính cái đường mà người giữ đứa nhỏ này để cho anh đi làm. Anh thấy có hợp lý không? Hợp lý. Có vui không? Vui lắm. Bây giờ mà giữ mấy đứa trẻ tới 4 đứa là cũng tiền cũng dữ lắm đó. Thì hôm qua thỏa thuận là 7 triệu một tháng đó. Là có cái chị hàng xóm ở đây chị nhận rồi. 7 triệu một tháng mà ở đây tiền nhà là 2 triệu rưỡi một tháng nữa ha? Không, 7 triệu một tháng là cái con kia thôi. Nguyên cái chị thôi. Nguyên cái tiền giữ bốn đứa trẻ thôi. Là nhờ cái cô hàng xóm giữ cái con này. Nhưng mà để đang xem cho thế nào cho nó hợp lý đó. Đúng rồi. Tại vì em cũng chưa quyết định. Tại vì cái chị hàng xóm kế bên á, chị giữ được ban ngày thôi à, chứ em giữ được ban đêm. Thì mình cũng nhờ một người nào đó giữ luôn ban đêm. Tại nhiều khi mình đi làm nhà tài xế á, cũng có khi phải tăng ca tới 9-10 giờ, 12 giờ mới về. Tùy theo nhu cầu của công việc chứ không phải là mình tự chủ được. Nhiều khi giữ ban ngày không á là anh cũng hơi kẹt. Nếu ví dụ mà làm hành chánh không á thì thu nhập nó sẽ không cao đâu. Không đủ lo mà tiền nhà rồi tiền sữa rồi tiền ăn. Tôi ở đây không có vợ ở nhà. Những người mà có chồng rồi đó thì là làm lại thì tôi sợ bắt tiện nữa. Rồi nhiều khi ông chồng không ghen luôn rồi nữa cũng ví dụ bây giờ mà có một cô nào đó khoảng 20-30 tuổi mà giữ mấy đứa nhỏ này mà tối xin ngủ lại luôn ở đây anh chịu không? Không, ở đây tôi đồng ý là cho chăm cháu ở đây ngày đi luôn mà. Là khi tôi đi làm thì ở nhà ngủ với các cháu. Khi bữa nào mà tôi không có tăng ca tôi ở nhà thì tôi ngủ với các cháu. Cái người bảo mẫu đó thì ngủ với Phượng Anh thôi. Chứ không có vấn đề gì. À, là ngủ đây cũng được đúng không? Dạ, ngủ lại đây được. Dạ, yeah, để cho nhiều người ta muốn tới đây phụ đó. Người ta muốn lại giữ mấy đứa nhỏ này nè. Tại vì qua giờ cũng có mấy người gọi điện cho em rồi. Thì tôi cũng là người sống chuẩn. Nên các chị em làm mẫu mẫu đến thì cũng yên tâm đi. Tại vì nam nữ một nhà thì nhiều người cũng có tiếng dẹp thai vậy nghị. Dạ, yeah. Nhưng mà anh cần người bảo mẫu là có gia đình hay là chưa có gia đình? Có gia đình hay chưa có gia đình gì cũng được, nhưng mà chưa có gia đình thì có thể hay hơn. Tốt hơn đúng không? Tốt hơn, tại vì có gia đình về sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình người ta. Nó ở đây qua đêm với chồng mà không có vợ ở nhà, nó cũng khó khăn.
mới lại chưa có gia đình á, biết đâu có khi lại có duyên thì sao ha. Nếu mà chưa có gia đình đến thì chỉ trông cháu thôi, chứ tôi cũng mong để tìm vợ tôi về, chứ tôi không thể nào thay đổi định của tôi được. Mới lại có một cái thông tin đó là khán giả cũng gọi cho em bữa giờ cũng nhiều, mà trên kênh của những anh em cũng có, là nói là có nhiều cái mái ấm tình thương á, có nhiều cái ngôi chùa cũng như là cái cô nhi viện, không phải là cô nhi viện mà là cái nơi giữ trẻ cơ nhỡ đó, thì người ta kêu là ở trong đó chăm sóc cũng rất là tốt, điều kiện ăn học cũng tốt, thì anh có muốn gửi bớt cháu vào đó không để bớt gánh nặng không? Dạ có nhiều người cũng gợi ý rồi, gửi cháu vô chùa, gửi cháu vô chỗ mái ấm tình thương, rồi có người là xin nuôi hộ, nuôi giùm thôi, chừng nào mà muốn bắt về thì bắt, chứ không có phải là cho luôn. Nhưng mà tôi vẫn không đồng ý, tại vì nó đã thiếu tình thương của mẹ rồi, mẹ nó bỏ đi rồi, thì tôi không thể nào để bỏ cái con tôi được nữa. Dạ. Tôi phải nhớ nhung con lắm. Dạ. Giờ cha con kề vai sát cánh bên nhau, thà tôi cực khổ đi làm để mà thuê người về trông, còn không thì tôi tự trông, chứ không thể nào mà gửi cháu đi hoặc nhờ ai trông người hết được. Con rào con rào có cháu không? Con rào con rào có cháu không? Chú nói cho con cái tin. Bây giờ chú tiết lộ một cái tin bí mật cho con ha. Là có một người mạnh thường quân ở Sài Gòn đó, là vài ngày sắp tới đây thì sẽ lên dắt con đi mua đồ đẹp, con có thích không? Vậy hả? À chú đó. Nhưng mà con có thích là mẹ kế con về không? Con nói thiệt đi. Có luôn hả? Thì nếu mà có về, mẹ có về mà bị con có bị dùng mẹ la mắng gì thì con phải nói với cha nha, chứ con không được âm thầm. Nghe kịp không? Nói với cha để cho cha biết đường cha sắp xếp nữa, chứ đừng có các em đó. Bây giờ nhiều cô chú thương con lắm, là muốn xuống tặng đây để dắt con đi ra chợ mua sắm mấy đồ, bộ đồ đẹp. Con thích không? Con có đồ đẹp chưa? À, có rồi hả? Có rồi, phải mua nha. Có rồi, phải mua. Gì không? À. Nói chung là bé này nó biết suy nghĩ lắm, nó không có đòi hỏi như những đứa trẻ khác. Như đơn giản hôm nay ra mua chiếc xe đạp vậy, nó tới là nó lựa liền luôn, nó không có lựa chọn. Chiếc xe đạp này là có 1.7 triệu thôi đúng không? Mà chiếc xe đạp kia 2 triệu. Nếu mà bé này nó không có tham, nó không biết gì á, nếu mà ai cũng ấy, nếu mà người tham thì sẽ nhận một cái số tiền xe nó nhiều hơn ngon hơn. Mà mua có chủ cửa hàng bớt cho 200 nữa, còn có 1.5 triệu. Thì khi mà đăng tải câu chuyện thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị trong cũng như là ngoài nước yêu thương gia đình của anh Hằng lắm, thì cũng mong là anh nhận được cái sự yêu thương của cô chú, thì anh cũng trân trọng, cũng như là những cái số tiền đó thì anh sẽ để dành cho cái con của mình, anh chi tiêu nó hợp lý cho mấy con của mình hả anh nha. Dạ cũng có nhiều người ở sớm mà nói là thôi mua sắm cái tivi gì để mà coi cho mấy cháu đỡ buồn. Tôi nói thôi không có được đâu, tiền này bỏ trong túi, tại vì tôi chưa có đi làm được. Ở mai này tôi chưa có kiếm được người giữ trẻ, hoặc là tinh thần tôi chưa ổn định, lại chưa đi lái xe được để kiếm tiền nuôi các cháu á, thì tôi sẽ để dành số tiền này để mua thịt, mua cá hoặc mua sữa gì đó cho các cháu dùng. Còn cái tivi thì không có coi cũng không sao đâu. Họ kêu tôi mua tivi đi, tôi nói thôi để tiền đi mai mua sữa hoặc là đồ ăn cho các cháu gì đó, nhưng không bao giờ dám xài một đồng nào mà hoang phí hết á. Con có thích cái tivi không để xem? Chắc là thích rồi, tại sao không thích? Phải thích chứ, sợ tốn tiền đúng không? Đó là sợ làm hư hoặc là rơi đồ, tại vì mấy nhỏ nó còn nhỏ quá, sợ gì tư duy móc lên cao, treo cao lên con đâu để dưới đâu mà treo cao lên con cũng sợ móc coi bị cận. Trời coi ngồi xa quá, cũng ngồi gần mà cận. Con hãy nói thích chứ lỡ đâu, nhưng mà ông bà cô bác anh chị ở đây thấy con thích vậy lỡ đâu thì ông bà sẽ tặng cho con một Phương cái này nó thích sao? Nhưng mà không dám đòi, không có dám đòi hỏi, không dám đòi hỏi. Chứ đứa con nít nào mà chẳng thích tivi. Bây giờ mà dạy nhau có tivi thì mấy đứa nhỏ nó sẽ tập trung coi rồi một xíu, anh cũng sẽ đỡ cực hơn á. Nó ít có chạy nhảy luôn, bây giờ này nó la nó giỡn á. Đúng rồi, giỡn. Rồi buổi tối là mấy cha con ngủ sao? Mấy cha con ngủ chung. Đâu, bây giờ mình thử vô đội hình mình ngủ thử coi, con nó như thế nào nhá. Một cái đội hình. Thử buổi tối con ngủ như thế nào? Thế
Là cả 5 người là ở trong này luôn á hả? Rồi. Đâu Phương Anh nằm ở đâu, vô nằm đi con. Vô nằm đúng vị trí đi, giống như mình đang đi ngủ thôi, tắt điện đi đi ngủ nha. Mai đi học. Anh Út này nằm trong nôi nè. Rồi đi ngủ. Sợ chị Phương Anh nó tối chị lăn chị đè. Rồi. Dạ. Ngủ vậy ha. Có Út trong đây, chị Phương Anh ở đó, rồi ba với ba anh kia bên đây. Đâu Phương Anh đâu rồi? Phương Anh đâu? Anh Út này, ba anh kia về chỗ coi. Con em về chỗ. Phương Anh đâu rồi? Thiếu Phương Anh. Vị trí nào? Không, vô đi ngủ đi ngủ luôn, là vô ngủ luôn lại lên. Tí đánh nhắn xong. Đây vị trí là mình cho vô nôi vậy ha anh, để cho ông bà cô chú khán giả. Phương Anh còn nhỏ nó bê ngủ nó lăn quá đè lăn đè em á. Ở đây ba ông này ngủ đây rồi tôi nằm đây. Đó. Cái mùng này nó phải ca dài chừng khoảng 3 mét, rất là rộng. Như vậy mới chứa nổi hết. Đúng rồi. Vợ tôi ở nhà thì hai vợ chồng tôi ngủ niệm này, ba đứa nhỏ ngủ đây, Phương Anh ngủ bên kia. Dạ. Phương Anh ngủ với em Tin nè. Vậy là Phương Anh cắt cái niệm đây ha, Phương Anh cắt cái niệm. Đâu Phương Anh nằm xuống coi. Nó bảo đi ngủ mà. Đi ngủ đi. Giờ này đi. Giờ này cũng khuya rồi anh em, mà quay xong là về cả nhà đi ngủ là đúng rồi. Rồi. Đó, đây là cả nhà gia đình nhà anh Hận đang đi chuẩn bị đi ngủ. Đó. Cười nó biết, nó cười quá trời luôn kìa. Phương Anh thì nằm đây. Hồi bé 8 tháng là nằm trong nôi hả? Nằm trong nôi sợ chị. Nhưng mà vậy mà nó chịu luôn hả? Vậy cũng ngoan đấy hả? Quen hả? Ủa là mà con là mỗi khi ngủ là con phải nhảy nhảy trước khi ngủ hả con ra trai? Rồi. Rồi bây giờ cả nhà sát mọi người nè. Rồi. Đi ngủ đi nè. Phương Anh lên chào khách nhà đi con. Chào các cô chú anh Phương Anh à. Chào các cô chú anh chị em cộng đồng mạng cha con đi ngủ đây. Phương Anh dậy đi con. Phương Anh dậy đi. Rồi con chào khán giả đi con. Rồi đi ngủ nha. Giống như là cũng muốn cho mọi cô bác anh chị coi là buổi tối là mấy cho con coi như thế nào ha cả nhà. Bây giờ nó cũng tối rồi, anh em cũng kết thúc video ha cả nhà ha. Đúng rồi. Thì hôm nay mấy anh em Huy Hùng cũng ở lại đây để xem coi buổi tối của gia đình sinh hoạt như thế nào, để coi có hướng nào có khó khăn gì thì anh em có thể giúp đỡ được hay không. Nên cũng quay để cho mọi người xem hơi chi tiết một chút xíu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón theo dõi. Và những quý vị nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh, bấm vào kênh để ủng hộ Huy Hùng để được đón xem video một cách nhanh nhất. Thôi cảm ơn quý vị các bạn, xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.